lấy thằng này thằng kia bốn đuôi luôn rồi đó, chuẩn bị dễ rồi dễ cái này thì có đồng mà có đồng dễ giờ nó đang chặn cái 71 á. Lâm đừng có di chuyển lên Lâm rồi để Lâm đừng di chuyển đứng im thôi Lâm. Nó vẫn nhất. Còn trẻ cái 71. Không trẻ giờ nó cũng nhất. Trẻ cái nó lấy đồng dưới Lâm lên. Thuyết phục luôn phải không? Nhất mà. Giờ tổng thể nó thuyết phục hơn rồi đó. Điểm hơn. Thì ra điểm thôi. Nó bắt thúc được rồi. Chín sáu gì thôi còn hai kia đồng với ba rồi sáu ba đồng với ba với ba tám đồng với ba sáu ba tốt quá nha đang lên miệng không biết rồi đang lên miệng chứ không ai chuối nó nhì nè con nhì nè con nhì nó cùng mình rồi ba cái cháu cái lần đó con nhì nó con nhì lần số ba vẫn nhì được không chín sáu một nhiều hơn mình nhiều hơn nhưng mà đó là giờ nó rùng nó bỏ không rùng mình rùng không nhưng mà nó bị tự ấy mình lần số đó số bỏ chín sáu bỏ một tốt hơn mà bạn to có thái độ là bây giờ con 71 độ là chưa được rồi bây giờ nhì thôi nhì rồi xong rồi ok rồi tốt đi cho mẹ chốt đi cho đừng để rề nữa rề nó cách chốt rồi hết giờ gì chốt luôn rồi hết giờ đợi hết giờ chứ trời hình nó hình hài má đóng găm chim tổng thể không có lỗi luôn chúng tôi đang nghe gì chơi vòng chung kết của đấu trường khẳng định đẳng cấp chúng tôi vẫn sống đúng 5 phút cho nên các trận bài chúng ta cứ cấm xuyên suốt trong 5 phút 38 là bỏ rồi đó tổng thể điều con kia vẫn có bọng mà con kia bọng nhỏ hơn con này bọng to hơn mà con này bọng đều bọng hết chứ đều bọng con nào cũng đều bọng á con 71 nó bọng bọng như đều bọng nó nhỏ thôi bọng nhưng mà nó chơi đó là không ai sao có gì lớn ờ kết thúc được rồi má để lâu quá nhiều nó mới không lái ra là nhỏ 71 bọng nó vẫn đều như nó nhỏ thôi đó không sợ rồi ok ok là chốt được rồi á đấy là từ con chín sáu này chín sáu nó lên hẳn nó lên chín sáu nhưng mà chín sáu nó bị rùng mình hồi nãy làm sao lên nhất được mà bên vẫn đồn một thằng vâng chi tiết còn 1 phút nữa rồi kết thúc được rồi thời gian này mỗi nhóm chín sáu nhì mỗi trọng tài chúng ta có quyền hội ý kiến gì còn lại mà 71 nhất ok không 71 nhất 96 nhì rồi vậy thôi ok ok mình vậy đúng không chưa hết giờ thì chú Kim còn thể hiện chúng tôi vẫn còn chấm điểm chú Kim nào có lỗi chúng tôi vẫn trừ điểm 96 nhì